Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021. Minh Giao Ô Tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính thưa quý vị, vậy là những ngày tranh tài sôi động và đầy cảm xúc của chương trình truyền hình thực tế về xe địa hình HTV Challenge Cup 2021 đã khép lại. Vượt qua bao khó khăn, thậm chí có đêm gần như thức trắng, nhưng tất cả các đội chơi đều cố gắng thể hiện sự bền bỉ trong một cuộc đua marathon về thể lực cũng như sự kiên định để hoàn tất tất cả các bài thi của chương trình đưa ra. Những nét mới độc đáo từ các bài thi tốc độ hay nội dung đồng đội ở bài thi đêm đã mang đến những màn tranh tài cực kỳ hấp dẫn và đưa cảm xúc thực sự chạm đến trái tim của người hâm mộ. Chiến thắng đã vinh danh những đội chơi xuất sắc nhất, nhưng trên tất cả, mỗi đội chơi qua các trải nghiệm đều có chung một quan điểm: cháy hết mình, thỏa niềm khát khao khám phá những điều mới lạ và đi cùng nhau, phải về cùng nhau đã tạo nên một tình cảm vô cùng đặc biệt. Mùa thứ ba, một mùa thi vô cùng đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra căng thẳng. Trong trạng thái bình thường mới, chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 tiếp tục trở thành những ngày hội của giới đam mê xe thể thao địa hình. Đây là lần đầu tiên tất cả những nhà vô địch ở các năm trước đều có mặt tranh tài, tạo nên những cuộc cạnh tranh đầy gay cấn và hấp dẫn. Mình đã nâng cấp công suất máy lên khoảng 30%. Và mình kiểm xe rất là kỹ cho cuộc đua này. Ở hạng chuyên nghiệp, hầu như tất cả các anh tài đều góp mặt. Ngoài những nhà vô địch hai mùa trước, trong 23 đội thi, còn có nhiều đội từng bước lên bục vinh danh đến từ thủ đô Hà Nội, Bình Phước, Đồng Nai hay Vũng Tàu. Đối với người chơi abroad, họ luôn quan niệm không cần biết phía trước là gì, xe còn nổ là còn tiến về phía trước. Và những bài thi đầy hóc búa mà chương trình đưa ra thật sự khiến các đội chơi rất hào hứng. Qua từng xa hình, họ cần phải tìm ra cách để giải bài toán hóc búa mà những nhà chuyên môn đã tạo ra. Mỗi người mỗi cách, và đôi khi họ chấp nhận hy sinh những cái nhỏ để đạt được thành tích tốt nhất. Cường đánh giá đây là một bài thi khó, phải có mọi phương án, dù là để mất dây, mất cọc, bị trừ điểm nhưng mà vẫn nên là hoàn thành bài thi. Cho nên là Cường đã lựa chọn là chỗ nào để đứt dây để mình có thể hạn chế tối đa cái việc tời và cái việc cái xe nó bị ghim xuống, làm cho có thể xảy ra cái việc mà DNF cái bài thi. So với hai mùa trước, mùa thứ ba này, ban tổ chức của chương trình đã thiết kế các bài thi đa dạng hơn. Trong 8 bài thi của dòng xe chuyên nghiệp thì lần đầu tiên các đội có cơ hội trải nghiệm thi tốc độ, thực hành kỹ năng lái và kiểm tra kỹ thuật nâng cấp xe của mình ở bài thi SS3 hay ở bài thi đêm SS5 và SS6. Lần đầu tiên các đội tranh tài theo thể thức đồng đội. Đây là một bài thi đã thể hiện sự gắn bó, đoàn kết giữa các đội chơi, đồng thời cũng là cơ hội để khám phá giới hạn của bản thân khi phải trải qua một đêm trắng tranh tài mất rất nhiều sức lực. Rất là vui khi mà sau mấy ngày vượt qua nhiều thử thách, bởi vì HTV năm nay khó hơn những năm trước rất nhiều. Cái yếu tố bất ngờ, những cái thú vị trong bài thi rất là nhiều. Anh em cũng đã cố gắng cùng nhau vượt qua những cái thử thách đó ở một cái cách tốt nhất có thể. Ở hạng chuyên nghiệp, sau 2 năm thiếu may mắn tại HTV Challenge Cup, chuyên gia săn cướp Vũ Ngọc Cường năm nay đã có một mùa thi hoàn hảo. Vũ Ngọc Cường và đồng đội Nguyễn Văn Luật đã xuất sắc hoàn thành tất cả 8 bài thi, trong đó có 2 bài S4 và S9, đạt 100 điểm tối đa để có tổng cộng 633 điểm. Xuất sắc lần đầu tiên giành ngôi quán quân của HTV Challenge Cup. Mình cảm xúc bây giờ là vỡ òa. Đây là một cảm xúc rất là khó tả, bởi vì cái giải này, giải HTV Challenge Cup, mình đã cố gắng trong 3 năm và mùa này là mùa thứ 3 mình mới thành công. Nên là mình rất là vui và mình và trã của mình đã cố gắng hết sức cho cái giải lần này. Phan Đức của đội Hà Nội Upgrade 1 cũng có màn ngược dòng ngoạn mục để lần thứ 2 liên tiếp giành ngôi á quân. Sau 6 bài thi ở ngày đầu, đội đua đến từ thủ đô vẫn còn đứng hạng 6, nhưng 2 bài thi cực kỳ ấn tượng ES13 và ES9 trong ngày cuối đã giúp Phan Đức và đồng đội Ngô Văn Quân vượt qua Hồ Chí Minh 01 Đức Bạch. Ở hạng xe nâng cấp, những cuộc tranh tài cũng diễn ra cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn không kém. Lần đầu tiên, bán tải và hai cầu nâng cấp thi chung với nhau đã khiến cho cuộc cạnh tranh ngôi vị quán quân diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau ngày đầu tiên, đội Bình Phước Đen của bộ đôi Minh Tân, Minh Trinh cũng đã có cuộc đeo bám quyết liệt với đội đương kim vô địch Phan Ngọc Mỹ, Bùi Minh Duy khi chỉ kém một điểm ở vị trí thứ hai.
Thế nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh cùng sự dẻo dai, đôi ngọc Mỹ Minh Duy lại tiếp tục không có đối thủ ở các bài thi ngày thi đấu thứ hai để một lần nữa bước lên bục cao nhất, xuất sắc hoàn thành cú hat-trick danh hiệu sau 3 mùa thử thách địa hình HTV Challenge Cup. Đường thi rất là khó và nó rượt đuổi tới cái bài thi cuối cùng. Bài thi cuối cùng mới quyết định được ai thắng ai thua. Nói chung là gay cấn hơn mấy cái lần thi trước nhiều. Một mùa thử thách địa hình trôi qua, nhiều cảm xúc còn động lại. Cùng những cái bắt tay chúc mừng cho các đội đạt thành tích tốt, có thể thấy hầu như ai cũng là người chiến thắng, bởi họ đã có những trải nghiệm không thể quên. Cùng nhau tranh tài, cùng nhau tiếp sức, cùng đi, cùng về trong an toàn và hạnh phúc. Nụ cười và những cái ôm thấm đậm tình đồng đội mãi mãi sẽ còn được khắc ghi. Kính thưa quý vị, hạng chuyên nghiệp luôn là một nội dung thi đấu khó và khắc nghiệt nhất của chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup. Mỗi mùa giải thi đấu lại xuất hiện một nhà vô địch mới. Và một lần nữa, xin chúc mừng các tân vương. Và đến đây thì chương trình thử thách địa hình ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày mai. Minh Giang Ô Tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình.